Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 133: Phụng chỉ thành yêu. Lâm Hiểu Phong trong lòng nặng trĩu, Hàng Chu bên cạnh an ủi: "Lần sau chúng ta sẽ chú ý hơn đến cái mai rùa, nhất định có thể giải quyết nó." "Ừ, không dễ vậy đâu. Nếu nó tiếp tục rúc vào trong mai rùa, chúng ta chưa chắc có thể giết chết nó." Bỗng nhiên Hàng Chu thay đổi sắc mặt, nói: "Có lẽ tôi biết lai lịch con rùa yêu này." "Thật sự sao?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Hàng Chu mở miệng: "Con rùa yêu này thực không đơn giản đâu." Sau đó cô liền kể lại: "Theo truyền thuyết, vào năm Càn Long thứ 16, năm 1751, hoàng đế Càn Long tuần du Giang Nam. Chuyến Nam Tuần lần này, Càn Long muốn ngồi thuyền chạy dọc theo kênh đào xuống phía Nam. Suốt đường Nam Hạ, mọi việc đều rất suôn sẻ. Có một ngày, thuyền rồng của Càn Long theo dòng đến trung tâm sông Trường Giang. Không ngờ chiếc thuyền chạy chậm dần rồi bất động ngay giữa sông. Hoàng đế Càn Long liền hỏi thái giám bên cạnh: Sao thuyền không đi tiếp?" Thái giám đến bên mạn thuyền nhìn ra xa, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn đục ngầu, chưa kịp phản ứng đã bị thủy quái trực tiếp kéo xuống sông diêm chết. Quan viên vừa thấy cảnh tượng này lập tức bẩm báo hoàng thượng: "Đằng trước có tà quỷ chặn đường, không thể vượt qua." Hoàng đế Càn Long vội hỏi: "Bị chặn thế nào?" Thái giám trả lời: "Là do một con ô quy dẫn đầu, bà tụm cua cá trợ uy. Nghe nói Trần Long Thiên Tử cùng Hoàng Thái Hậu đi ngang qua nơi này, muốn được hoàng đế phong thưởng." Hoàng đế Càn Long không rõ vì sao phải phong thưởng, liền quay sang hỏi thái giám. Thái giám trả lời: "Ô quy nói mấy vạn năm chúng làm rùa đen ở Trường Giang, không biết đã dâng lên bao nhiêu tôm cua cá bà cho con người đánh bắt làm thức ăn, công lao không nhỏ, xứng đáng được quang tông diệu tổ. Hôm nay nếu hoàng thượng không đáp ứng, sẽ không để thuyền rồng đi qua." Hoàng đế Càn Long thấy chuyện này có chút khó khăn. Từ khi bàn cổ khai thiên lập địa, hàng ngàn năm nay chưa từng xảy ra việc này, phải làm sao cho ổn thỏa? Trái cũng khó mà phải cũng khó. Vì thế bảo các vị đại thần hiến kế. Một quan viên đề nghị: "Vậy chúng thích cái gì thì cứ phong thưởng cái đấy, miễn sao để chúng ta đi qua rồi mới tính." Càn Long cau mày nhìn họ, cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cả đám chẳng nói được câu nào ra hồn. Tuy trong lòng không vừa ý, nhưng nếu không đáp ứng thì thuyền sẽ không đi được. Vì thế Càn Long liền nói: "Chờ đến khi ngọn đèn đảo ngược vỡ sáng, chim sắt bay cao trên trời, chấm sẽ phong các người làm yêu." Đám tôm cua cá bà nghe xong tin là thật, lúc này mới tránh đường để thuyền rồng đi qua. Hàng Chu nói xong, Lâm Hiểu Phong trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn cô. "Ý cô muốn nói đám cá tôm này là có từ thời đó?" Hàng Chu bất đắc dĩ gật đầu. "Không sai, ngày đó Càn Long đã nói ngọn đèn đảo ngược, chim sắt bay cao, vốn chỉ thuận miệng tùy ý, kết quả cả hai đều đã thành hiện thực." Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Chẳng phải ngọn đèn đảo ngược chính là đèn điện hay sao? Chim sắt bay cao thì chính là máy bay rồi." "Nói cách khác, đám tôm cua cá bà kia phụng theo thánh chỉ năm đó." Lâm Hiểu Phong không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Khó trách vì sao rùa yêu kia có thể thành yêu, thì ra là do Càn Long ra phong. Cá tôm vòng đời rất ngắn, có thể sống đến bây giờ thành yêu chẳng còn mấy con. Nhưng ô quy thì không như vậy, bọn chúng có thể sống rất lâu. Hạng Chu nhíu mày. "Nói vậy, quần sáng màu vàng nhạt toát lên trên người ô quy trước đó chính là từ thánh chỉ sắc phong của Càn Long." "Ây da, hoàng đế Càn Long không có việc gì làm hay sao, nổi hứng phong này phong nọ." Lâm Hiểu Phong phiền não gãi đầu. "Ngày ấy chỉ thuận miệng nói bừa, giờ tạo thành phiền phức lớn cho chúng ta rồi." Hạng Chu đứng một bên bất đắc dĩ nhún vai.
chúng ta phải tìm cách giải quyết rùa yêu càng sớm càng tốt. Nếu không chỉ sợ rùa yêu này sẽ hại người không ít. Thôi, có lẽ về nghỉ ngơi trước đã. Tối mai chúng ta sẽ quay lại đây. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền cùng Hạng Chu đón xe về trường. Đến nơi đã là 12 giờ đêm. Lâm Hiểu Phong ngả người lên giường, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Vì sao trước năm tròn 17 tuổi, cuộc sống vẫn sóng yên biển lặng, thế mà vừa bước sang tuổi 18, đến đâu cũng đụng phải yêu quái. Lão tử sắp theo kịp Conan đến nơi rồi. Lâm Hiểu Phong thầm mắng một câu. Lúc này, Lưu Thương với Từ Hướng Dương đã sớm ngủ say. Theo Hạng Chu đi dạo cả tối, vốn đã rất mệt, còn gặp phải chuyện như vậy, trong lòng Lâm Hiểu Phong thực không thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong rời giường, chạy ra sân thể dục. Tạ Hữu Chân vẫn như mọi ngày, đã chờ sẵn trên sân. Lâm Hiểu Phong thực sự có chút hoang mang, vì sao lần nào mình tới, Tạ Hữu Chân cũng đã có ở đó rồi. Bất kể là mưa gió bão bùng, chẳng lẽ thầy Tạ này không cần ngủ? Tới rồi à, tiếp tục đi. Tạ Hữu Chân nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, chậm rãi mở miệng. Lâm Hiểu Phong cũng không nói nhiều, xoạc chân, chung gối bắt đầu đứng tấn. Tạ Hữu Chân nhìn hắn nói, sao trông cậu có vẻ uể oải thế, không ngủ ngon à? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không phải giả bộ, mà hiện tại Lâm Hiểu Phong thực sự rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, liên tục mấy ngày này đã không ngủ đủ giấc. Nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, có thể tìm tôi hỗ trợ. Tạ Hữu Chân cười nói. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn anh ta một cái, đoạn nói, không sao ạ. Trong lòng thầm nghĩ, đánh nhau thì thầy giỏi, chứ mấy chuyện bắt yêu trừ ma này thầy có thể làm sao? Đương nhiên Lâm Hiểu Phong không nói ra miệng. Tạ Hữu Chân nói như vậy rốt cuộc cũng là ý tốt. Thấy biểu hiện của Lâm Hiểu Phong, Tạ Hữu Chân cũng không nhiều lời. Sau khi đứng tấn, Lâm Hiểu Phong quay lại phòng của ký túc xá tiếp tục ngủ. Học đại học được hơn một tháng, lên lớp được mấy tiết, còn đâu toàn chạy lung tung bên ngoài. Đôi khi Lâm Hiểu Phong cũng thầm nhủ mình may mắn gặp được thầy hướng dẫn tốt như Tạ Hữu Chân. Nếu là thầy cô khác, xem chừng đã bị hành vi trốn học liên tục của mình chọc đến phát tiết. 3 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh dậy, dựa lưng vào thành giường, bắt đầu lục tung đống sách pháp thuật của mình, xem có thể tìm ra cách nào đối phó rùa yêu hay không. Nhiều sách như vậy, Lâm Hiểu Phong tìm thật lâu, cũng không thấy có ghi chép gì về rùa yêu. Mẹ kiếp, rùa yêu này còn quý hiếm hơn cả gấu trúc. Lâm Hiểu Phong thầm cười khổ một tiếng. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra một sự kiện được ghi lại trong sách cổ. Vào cuối triều Minh, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Tục ngữ có câu nói, thiên hạ loạn, yêu nghiệt sinh. Đây tuyệt đối không phải là nói bừa. Phải nơi nào có chiến loạn, là nơi đó có yêu nghiệt. Bởi đánh giặc thì sẽ có người chết. Trên chiến trường thời xưa, thường xuyên có hàng trăm, hàng ngàn người vong mạng. Vô số tướng sĩ trở thành cô hồn dã quỷ, đi khắp nơi hại người. Có những nơi sau trận chiến, người ta sẽ thỉnh đạo sĩ đến siêu độ, còn lại phần lớn đều không ai quản. Oán khí lan tràn thiên hạ, yêu nghiệt tự nhiên theo đó mà sinh ra. Bên bờ Trường Giang có một ngôi làng, người trong thôn đều sống bằng nghề trải lưới. Ngày nọ, có một số thôn dân ra biển đánh cá, rốt cuộc không ai trở về. Người trong làng chèo thuyền ra tìm kiếm, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Chương 134, Trường Giang đấu ác quỷ. Có người nói do bọn họ không cẩn thận đắc tội Long Vương lão già, Long Vương lấy mạng của bọn họ. Trong thôn phải cung phụng 5 đồng nam, 5 đồng nữ ném xuống dưới sông mới có thể khiến cho Long Vương nguôi giận. Thời xưa mọi người đều ngu muội tin vào lời nói này, vì thế tìm bắt đồng nam đồng nữ. Một đạo nhân đi ngang qua nơi đây, thấy mấy gia đình khóc lóc thảm thiết, liền tiến đến hỏi thăm. Sau khi nghe thôn dân kể lại, đạo nhân liền phẫn nộ không thôi. Vào ngày bọn họ phải cung phụng đồng nam đồng nữ, đạo nhân đã đi theo đến bờ sông, phát hiện chẳng có Long Vương gì hết, mà là một con bà bà cực lớn đang lấp ló dưới nước. Đạo nhân lập tức bảo ngư dân ném xuống cá tôm. Cá tôm vừa được thả vào nước, lập tức vùng vẫy loạn xạ. Đạo nhân nhanh tay
ra một túi bột chu sa xung quanh. Con ba ba lớn kia chờ đợi bao nhiêu ngày mãi không thấy đồng nam đồng nữ đâu, đói quá đây phải ăn cá tôm lót bụng. Không ngờ ăn xong chưa đầy một hồi, xác nó lồi lềnh bềnh trên mặt nước. Lâm Hiểu Phong xem xong chuyện này không khỏi ngạc nhiên, đơn giản như vậy đã có thể đối phó con ba ba lớn kia sao? Cẩn thận nghĩ lại, bất kể là ba ba hay rùa, phần mai khẳng định rất rắn chắc. Đạo nhân này thông minh đến cực điểm, không dùng đạo thuật phá mai của nó mà dùng cá tôm làm mồi, dụ con ba ba kia ăn trúng độc mà chết. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong tin không chỉ có cá tôm với chu sa đơn giản như vậy, trong đó chắc chắn có bỏ thêm thứ gì đó đặc biệt. Vất vả lắm mới tìm được ghi chép về ba ba tinh, nhưng rốt cuộc lại gần như không giúp được gì. Rùa yêu tuy chẳng phải loại thông minh gì, nhưng đương nhiên không ngốc đến mức ăn đồ có độc của Lâm Hiểu Phong. Hơn nữa loại rùa yêu này sinh lực cực mạnh, chất độc bình thường sao có thể giết chết nó. Lâm Hiểu Phong có chút thất vọng. 7 giờ tối, Lâm Hiểu Phong vác theo túi ra rời khỏi trường, tới Đại học Dân tộc Tây Nam. Hạng Chu mặc một chiếc áo da màu đen, vai khoác ba lô. Cô đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi: tìm được cách đối phó rùa yêu chưa? Lâm Hiểu Phong lắc đầu: vẫn chưa. Hạng Chu thở dài: tôi cũng tìm kiếm, nhưng chẳng có chút tư liệu nào nói về đối phó rùa yêu. Sẽ tới trước núi ắt có đường, tìm được rùa yêu rồi hãng hay. Lâm Hiểu Phong nói: một con rùa yêu thôi mà, không chừng hai chúng ta cũng có thể giết chết nó. Tối qua bọn họ không mang theo thứ gì, tay không bắt giặc, không giết được rùa yêu cũng là bình thường. Hiện giờ đã khác, cả hai đều mang theo dụng cụ. Hai người cùng nhau đi tới bờ Trường Giang. Khu vực này do đêm qua có người tử vong, cho nên người tới đây chơi cũng ít hẳn. Cho dù ngang qua cũng vội vàng mau chóng rời đi. Tuy báo chí không đăng tin án mạng tối qua trên bờ Trường Giang, nhưng ngày hôm qua ở đây có không ít người, vì thế đồn đại thiêu dệt đủ mọi thứ chuyện. Có người nói là đánh ghen, có người nói là tự sát, đương nhiên cũng có người nói là yêu quái giết người. Bất quá mấy lời này không mấy người tin tưởng. Yêu quái giết người, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không ai sẽ không tin trên đời này có yêu quái. Hai người đi lòng vòng quanh bờ sông khoảng 1 giờ, nước sông chảy xiết, chẳng thấy bóng dáng yêu quái đâu hết. Chẳng lẽ yêu quái nhận ra chúng ta không dám hiện thân? Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói. Hoặc là nó đã đào tẩu? Nếu vậy cũng tốt. Hạng Chu cười gượng. Bỗng nhiên trong lòng Lâm Hiểu Phong dấy lên sự bất an, theo bản năng nhìn ra dòng sông, phát hiện có một con thuyền đang chạy trên đó. Con tàu này không lớn, chỉ dài khoảng 10 mét, chắc là thuyền đánh cá. Lúc này trên thuyền là một ông lão chừng hơn 60 tuổi đang kinh hoàng gào thét, thuyền đánh cá thì rung lắc không ngừng. Lâm Hiểu Phong cảm nhận được bên dưới con thuyền này đang có một luồng yêu khí chậm rãi tuôn trào. Nó ra rồi. Hạng Chu cau mày nói. Làm sao bây giờ? Nếu trên mặt đất còn đỡ, nhưng đang ở dưới nước tình huống vô cùng bất lợi, sơ ý một chút liền mất mạng. Còn hỏi nữa, mau cứu người. Hạng Chu lườm hắn một cái. Không cần cậu nói, tôi đương nhiên biết muốn cứu người, nhưng đó là dưới sông, chúng ta đấu lại con rùa yêu đó sao? Đấu lại hay không đấu lại, thử thì sẽ biết, không thể trơ mắt nhìn ông lão kia mất mạng. Nói xong Lâm Hiểu Phong liền cầm túi ra nhảy xuống sông. Trường Giang quần quận, cũng may mắn bơi lội không tồi, nếu là người bình thường xem chừng một cơn sóng lớn đánh qua đã bị nước sông cuốn trôi đi rồi. Lâm Hiểu Phong mau chóng bơi tới cạnh thuyền. Lúc này con thuyền đang rung lắc dữ dội, rõ ràng con rùa yêu này đang muốn đâm lật thuyền. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lặn xuống dưới nước. Lúc này rùa yêu đang dồn hết sự tập trung lên con thuyền đánh cá, không ngừng va đập vào mạn thuyền. Hai mắt của nó phóng ra hồng quang, thoạt trông vô cùng hung hãn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, ngó lên khỏi mặt nước, sau đó hướng về phía thuyền đánh cá hét lớn: ông lão, kéo tôi lên với. Ông lão này tuy kinh hoàng, nhưng vốn làm nghề chài lưới nhiều năm, đã trải qua không ít sóng to gió lớn, nghe thấy dưới nước có tiếng kêu cứu, vội vàng chạy tới. Thấy Lâm Hiểu Phong chật vật bên dưới, vội vàng ném xuống một sợi dây thừng, mau chóng kéo hắn lên. Sau khi Lâm Hiểu Phong lên thuyền,
há mồm thở dốc, thật đúng là có chút quá sức. Tiểu tử, sao cậu không cẩn thận rơi xuống nước như thế? Nếu không phải gặp được tôi, không chừng đã là mồi cho cá rồi. Ông lão cau mày. Vận khí của cậu không tốt, tôi cũng gặp phải chuyện phiền phức lớn. Sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Dưới nước không biết có vật gì đâm vào thuyền, chỉ sợ không lâu nữa thuyền sẽ bị lật vỡ. Ông lão vẻ mặt buồn bã, rút điếu thuốc châm lửa hút. Con thuyền tuy cũ kỹ, nhưng ông ta cũng nhờ vào đó mà kiếm sống mấy chục năm nay. Ông lão, cứ vào khoang thuyền nghỉ ngơi đi, vật dưới nước kia cứ giao cho tôi giải quyết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, rũ nước trên người. Cậu... Ông lão kinh ngạc nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng không nói nhiều, lôi ra từ trong túi ra một tấm hoàng phù. Ông lão này đánh cá nhiều năm, đương nhiên đã từng nghe qua vô số lời đồn về thủy quái ở dưới nước. Thấy Lâm Hiểu Phong dứt khoát như vậy, lập tức đoán được thân phận của cậu. Ông ta cũng không nói nhiều, xoay người chui vào bên trong khoang thuyền. Cũng may túi ra không thấm nước, đồ vật bên trong không bị ướt. Lâm Hiểu Phong lấy ra một cái chén nhỏ, đặt lên sàn thuyền, đổ đầy máu chó mực, chu sa cùng với một số thứ cần thiết vào trong chén. Sau khi khuấy đều, dùng bút lông chấm một ít, bắt đầu vẽ. Một mạch vẽ xong 5 tấm lôi tôn hàng ma phù, sau đó cầm phù đi đến bên cạnh mạn thuyền, miệng lầm rầm niệm. Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao bình, nhật nguyệt chiếu mình, chiếu ngã phần mình, phù trí tắc thành, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong thả 5 lá phù rơi xuống dưới sông. Chương 135 Trường Giang đấu ác quỷ phần 2. Thần kỳ chính là 5 tấm lôi tôn hàng ma phù này sau khi rơi xuống sông không giống như những tờ giấy bình thường sẽ trôi nổi trên mặt nước mà chìm vào trong nước. Chưa quá vài giây, dưới sông truyền đến tiếng quái vật gầm rú, toàn bộ con thuyền rung lắc càng dữ dội hơn. Có tác dụng. Lâm Hiểu Phong cảm thấy rất vui, hắn xoay người chuẩn bị đi vé bùa. Đúng lúc này di động chợt vang lên. Lâm Hiểu Phong xem thì thấy là Hạng Chu gọi cho mình. Gì đấy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tôi đang rất vội. Lâm Hiểu Phong, tôi không biết bơi, không thể qua đó. Vừa rồi tôi phát hiện rất nhiều cá tôm hướng về phía con thuyền, cậu phải cẩn thận một chút. Phải không đó? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, vội vàng cắt điện thoại. Hắn đi tới bên mạn thuyền, lúc này tứ phía đều bị bao vây, tiếng cá tôm quấy đạp loạn xạ liên hồi, con thuyền rung lên bần bật. Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa rớt xuống nước. Tiểu tử, giờ ngươi rời khỏi đây, ta tha ngươi một mạng. Bỗng nhiên dưới nước truyền đến một thanh âm già nua, giống như giọng của một lão nhân 70 đến 80 tuổi. Người giết nhiều người như vậy, giờ còn dám xin ta tha mạng? Lâm Hiểu Phong hư lại một tiếng, mở miệng lớn tiếng nói. Không bằng ngươi đầu hàng ta, ta tha cho ngươi một mạng, thế nào? Xem ra ngươi muốn làm mồi cho cá. Trong nước truyền đến một thanh âm xả nua, con thuyền đánh cá rung lắc càng thêm kịch liệt, giống như sắp lật đến nơi. Lâm Hiểu Phong căn bản đứng không vững, đừng nói là vẽ bùa, hắn chỉ có thể gắt gao bám vào mạn thuyền. Kỳ thực trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút sốt ruột, cứ tiếp tục như vậy con thuyền sẽ bị lật, một khi rớt xuống nước mình còn mạng để sống sao? Huống chi bản lĩnh rùa yêu cũng không yếu. Không thể tiếp tục như vậy. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, không biết tiếp theo nên làm thế nào. Bỗng nhiên con thuyền ngừng rung lắc. Sao lại thế? Lâm Hiểu Phong trong lòng vui vẻ chạy đến bên mạn thuyền, phát hiện rùa yêu đang bơi vào bờ. Nó muốn làm gì đây? Lâm Hiểu Phong có chút buồn bực, ở dưới nước hắn căn bản không làm gì được con rùa yêu này. Bất quá lúc này rùa yêu đang di chuyển về hướng của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc, chẳng lẽ Hạng Chu dùng cách gì để dụ rùa yêu qua đó? Nghĩ vậy hắn vội hướng ông lão kia hô to, mau cho thuyền vào bờ. Hạng Chu lúc này cắt tay của mình không ngừng nhỏ xuống dưới sông. Trước đó cô thấy Lâm Hiểu Phong gặp nguy hiểm, hiểu rõ nếu mình không tìm ra cách, Lâm Hiểu Phong sớm muộn cũng sẽ chết. Nhưng rốt cuộc cô không nghĩ ra được cách nào để dụ rùa yêu qua đây. Trầm mặc hồi lâu, cô quyết định rạch tay của mình, hòa máu tươi vào trong nước sông. Trong lúc cấp bách cũng chỉ có thể thử một lần,
dùng mùi máu tươi dụ nó qua đây. Không ngờ con rùa yêu lại bị lừa. Nhìn bóng đen dưới nước không ngừng tới gần, Hàng Chu cũng chậm rãi lùi về phía sau. Bùm một tiếng, mặt nước phát ra tiếng nổ lớn. Con rùa khổng lồ này từ dưới nước trồm lên, giống một tiếng vang vọng cực xa. Sau khi rùa yêu lên bờ, nhìn Hạng Chu trên bờ sông, ánh mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn cô chằm chằm, sau đó nói: "Tiểu nha đầu, lá gan không nhỏ." Hạng Chu cười nói: "Lá gan không lớn, làm sao dám tới giết người?" Rùa yêu vừa nghe không nhịn được cười ha hả: "Giết ta chỉ bằng hai người các người. Đừng tưởng ta không biết các người muốn gì. Sợ ta dưới nước quá lợi hại, định dụ ta lên bờ giết chết sao?" Rùa yêu nói: "Đâu có dễ như vậy." Rùa yêu lộ vẻ khinh thường. Nó phụng chỉ thành yêu, bản lĩnh của nó những con yêu quái khác không thể sánh bằng. Nó cậy trên người có mai rùa, chỉ cần cảm giác được tình huống bất ổn, tụt vào bên trong, chẳng ai làm gì được nó. "Giết con rùa tinh như ngươi, chẳng lẽ phải tốn công như thế sao?" Hạng Chu nói xong, lấy ra một cây kim tiền kiếm. "Đi chết đi." Rùa yêu gầm lên, lao thẳng về phía của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong vẫn ở trên thuyền, sau khi cập bờ không lâu, hắn liền thấy Hạng Chu đang đấu cùng rùa yêu. Quả nhiên, cô đã dụ được rùa yêu qua đó. Bất quá, tình huống lúc này cũng không lạc quan hơn là mấy. Rùa yêu thật sự rất lợi hại, sức va chạm của nó giống như xe tăng máy ủi, có thể trực tiếp tạo thành một cái hố lớn bên trên bờ sông. Lâm Hiểu Phong chấn kinh, đây là rùa yêu hay là bò tót à? "Còn mẹ nó, khủng long chứ bò gì." Lâm Hiểu Phong thầm mắng một câu. Cũng may Hàng Chu đều tránh né được, tuy nhiên vẫn không có cách nào thu phục rùa yêu. Con rùa yêu này bất phân phải trái, cuồng loạn đấu đá lung tung. Đừng nói Hạng Chu, cho dù bản thân mình biết quỷ thuật cũng không dám đụng với nó. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong lên cảm thấy đau đầu, không biết nên giải quyết thế nào. Con thuyền cuối cùng cũng cập bờ. Lâm Hiểu Phong vội vàng tìm được trên thuyền một cái chén, nhảy xuống chạy như bay về phía Hạng Chu. Ông lão vừa thấy một con rùa đen khổng lồ cũng bị dọa cho không nhẹ, trong lòng thầm nghĩ: "Con này dùng để hầm canh thì bổ lắm đây." Bỗng ông tự tát cho mình một bạt tai, lòng thầm mắng: "Nghĩ cái gì đâu à, mau chạy cho nhanh đi." Ông ta bất chấp tất cả, vội vàng lao lên bờ. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã tới cách đó không xa, thấy rùa yêu đang nhằm vào Hạng Chu, vội vàng cắt tay, nhỏ máu của mình vào trong chén. Rất mau, cái chén nhỏ đã đựng đầy máu tươi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt tái nhợt, thân thể đứng không vững, máu bên trong suýt rớt ra ngoài. "Lục mậu lục kỷ, ta quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, ta quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, ta quỷ phá diệt." Niệm xong, Lâm Hiểu Phong liền hất chén máu về phía của rùa yêu. Chén máu tươi còn đang lơ lửng trên không trung đã ngưng tụ thành một thanh kiếm nhỏ, bay thẳng về phía của nó. Rùa yêu vốn đang va húc loạn xạ dưới hồ, trong lòng bỗng cảm thấy đắc ý, nghĩ thầm: "Tiểu nha đầu này thật ngu ngốc, cho rằng ta sẽ lên bờ cho chúng bay thu phục à?" Lúc trước khi rùa yêu ngửi được mùi máu của Hạng Chu, liền rõ ràng ý định của cô. Một con yêu quái lợi hại như nó sao có thể bị một mùi máu của một con nhóc dụ dỗ cơ chứ. Rùa yêu có ngạo khí của riêng mình, rốt cuộc hôm qua lúc lên bờ không cẩn thận bị trúng chiêu của hai tên nhóc này, trong lòng vẫn còn ấm ức. Người được mùi máu tươi lập tức đoán biết Hạng Chu muốn dụ mình lên bờ hòng thu phục. Nó thầm khinh thường: "Người muốn đối phó ta, ta đây sẽ lên bờ cho các người biết tay." Nghĩ vậy, nó liều mạng xông lên bờ đấu đá lung tung. Thấy Hạng Chu không làm được gì mình, trong lòng cũng cảm thấy đắc ý. Bỗng nhiên sau lưng chuyển đến một luồng sát khí, khiến cho nó giật mình kinh hãi. Chương 136: Trường Giang đấu ác quỷ phần 3. Sức mạnh cường đại này tới rất đột ngột, rùa yêu cũng cảm giác được uy hiếp đang đến gần, vội vàng co rúc vào trong mai. Lúc này thanh kiếm nhỏ cũng lao tới, hung hăng đâm chém lên mai rùa. Tuy nhiên mai rùa chỉ bị sứt một miếng nhỏ, đối với nó mà nói cơ hồ chẳng hề hấn gì. "Hai tên nhóc con, cứ tiếp tục đi, ta ở trong này uống trà chờ các ngươi bắt ta đó."
Rùa yêu ở trong mai rùa tiếng nói vang vọng ra. Cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ? Lâm Hiểu Phong chạy đến trước mặt của Hạng Chu. Hai người không hẹn mà đồng thanh lên tiếng hỏi đối phương. Cả hai nhìn nhau cười cười. Lâm Hiểu Phong nói: Sao rùa yêu lại bị cô dụ vào bờ? Hạng Chu nghe vậy liền nói: Dùng máu. Lâm Hiểu Phong nghe xong trong lòng có chút xấu hổ. Trước đó thấy ông lão bị rùa yêu tập kích, không nghĩ nhiều liền nhảy xuống sông. Không giải quyết được rùa yêu thì thôi, suy chút nữa tự mình chui đầu vào mồm nó. Cuối cùng còn để Hàng Chu phải tự cắt tay mình, dùng máu tươi dụ rùa yêu lên bờ. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong không biết rùa yêu căn bản không bị mùi máu tươi dụ hắn đến. Hắn quay sang nhìn Hàng Chu. Vết thương của cô vẫn chưa khép miệng, đang không ngừng đổ máu. Máu băng lại đi, Lâm Hiểu Phong nói. Bạn ấy rùa yêu tập kích, Hạng Chu căn bản không có thời gian làm việc này. Hạng Chu vừa băng lại vết thương, vừa quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong. Nè, vừa rồi chẳng phải cậu cũng cắt tay sao? Sao không thấy chảy máu? Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, nâng tay lên. Lúc này vết thương của hắn đã ngưng chảy máu, thậm chí còn sắp liền ra. Là sức mạnh của quỷ thuật, Lâm Hiểu Phong giải thích. Quỷ thuật dùng máu tươi làm chất dẫn, tuy lần nào cũng phải cắt tay lấy máu, nhưng sức mạnh trong cơ thể tôi có thể làm liền miệng vết thương rất mau. Chuyện này thực ra Hạng Chu đã sớm biết rồi. Nghe Lâm Hiểu Phong nói thẳng không chút giấu giếm, trong lòng cô cảm thấy rất vui. Thầm nghĩ, không uổng công vừa rồi tôi cắt tay cứu cậu. Hai người nhìn mai rùa khổng lồ trước mặt, không biết phải xoay sở thế nào. Rốt cuộc làm sao mới có thể phá vỡ mai rùa đây? Lâm Hiểu Phong có chút buồn bực. Hắn dùng huyết sát chú tưởng phá vỡ được mai rùa, nhưng rốt cuộc chỉ làm nó mẻ một miếng. Đánh sâu vào bên trong quả thực khó hơn lên trời. Nhóc con, không cần uổng phí sức lực. Rùa yêu thấy hai người bên ngoài không làm gì được mình, trong lòng không khỏi đắc ý. Yêu quái dù lợi hại đến đâu cũng không lợi hại bằng mai rùa của mình. Đồ nhát gan, có giỏi thì cứ giúp ở trong đó. Lát ta liên hệ với cảnh sát, nhờ quân đội đưa súng ống hỏa tiễn qua đây, phá bành xác của người già. Điều động quân đội đương nhiên không có khả năng. Mấy con yêu quái cứng đầu này cứ phải hù dọa trước đã. Không biết có phải rùa yêu tin những gì Lâm Hiểu Phong nói hay không, trong lòng thấp thỏm không yên. Trên người nó bắt đầu tuôn trào yêu khí màu đen. Người cho rằng ta chỉ có chút bản lĩnh này sao? Rùa yêu cười lạnh, yêu khí màu đen ngưng tụ thành một con ô quy khổng lồ cao tới 3 mét. Luồng yêu khí này quần quận gào thét, phóng thẳng về phía hai người. Yêu khí! Lâm Hiểu Phong vừa trông thấy vội vàng lấy ra kính bát quái, miệng lầm rầm niệm: Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Ánh trăng phản xạ từ mặt kính bát quái chiếu thẳng vào giữa luồng yêu khí màu đen. Không ngờ yêu khí dũng mãnh vô cùng, ánh trăng cũng không thể ngăn cản được nó. Tránh đi! Hạng Chu vội vàng hét lên, sau đó túm chặt tay của Lâm Hiểu Phong chạy qua một bên. Luồng yêu khí tuy rất hung hãn nhưng va chạm lung tung, giống hệt như rùa yêu lúc trước, chỉ linh hoạt hơn một chút mà thôi. Nó tấn công dồn dập, ép Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu trở tay không kịp. Ha ha ha, các người có thể là đối thủ của ta sao? Mau ngoan ngoãn, để cho ta nuốt luôn 3 hồn 7 phách đi. Rùa yêu há mồm cười lớn. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút bất lực, nhưng lại chẳng có biện pháp nào. Cẩn thận! Hàng Chu bỗng nhiên hét lên. Lâm Hiểu Phong vừa nghe thoáng giật mình, quay lại đã thấy luồng yêu khí màu đen ở ngay trước mặt mình. Tuy chỉ là yêu khí, nhưng nếu để cho nó đụng phải một chút, cho dù không chết, xương cốt toàn thân cũng đứt gãy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt xuất hiện một bóng đen, trong nháy mắt đã chắn giữa Lâm Hiểu Phong và luồng yêu khí kia. Tiếp theo, người này khoát tay một cái, yêu khí đột nhiên tan biến. Lại là người thần bí này. Lâm Hiểu Phong vừa thấy bóng dáng của hắn, trong lòng mừng rỡ không thôi, cuối cùng cũng gặp lại người này rồi. Người này mặc một chiếc áo choàng rộng bao trùm toàn bộ thân thể, mặt đeo một cái mặt nạ Tôn Ngộ Không, chỉ lộ ra một đôi mắt.
là ai? Rùa yêu cũng nhận ra có người tới, gào lớn: muốn chết sao? Người thần bí vừa chạm chân xuống đất, lập tức lấy đà nhảy vọt lên, một trường nhắm thẳng vào mai rùa mà đánh. Chớp mắt truyền đến tiếng kêu răng rắc, nứt vỡ trên mai rùa. Cái mai rắn chắc giờ đây chỉ chít vết nứt giống như mạng nhện. Quần sáng màu nhạt kia chợt lóe lên rồi tắt ngấm. Anh ta sao có thể một trường đánh nát mai rùa yêu? Lâm Hiểu Phong trợn mắt kinh ngạc, đến con người cũng sắp rớt ra ngoài rồi. Phải biết huyết sát chú là một trong những chiêu mạnh nhất trong quỷ thuật, bản ấy cũng chỉ có thể là mẻ một miếng của mai rùa. Người này làm thế nào mà một trường ngang nhiên đập nát mai rùa? Lúc này rùa yêu kinh hãi đến tột độ. Nó hiểu rõ năng lực của mai rùa nhất. Vô số yêu quái, đạo sĩ gặp phải cái mai này đều bó tay hết đường xoay sở. Nhưng gia hỏa này lại một trường đập vỡ. Bỏ chạy, đây là ý niệm duy nhất trong đầu của rùa yêu lúc này. Ô một tiếng, rùa yêu biến mất trong làn nước. Người thần bí lập tức chạy về phía bờ sông. Vị đại ca này, đừng xuống nước, rùa yêu rất khó đối phó. Người thần bí không nói gì thêm, đi tới bên bờ sông, nhắm hai mắt, một lúc sau mở ra. Hai con người trở nên màu đỏ như máu. Anh ta không nói lời nào, nhảy ôm xuống sông. Rốt cuộc là ai? Hạng Chu nhìn theo bóng dáng của người này, đương nhiên cô biết đây chính là Hồng Nhãn Cương Thi xuất hiện lần trước. Sao Hồng Nhãn Cương Thi lại giúp Lâm Hiểu Phong nhiều lần như vậy? Nghĩ đến đây, cô liếc mắt nhìn sang Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong căn bản không biết thân phận thật sự của con Hồng Nhãn Cương Thi này. Không xong! Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng nhìn xuống mặt sông. Người thần bí này tuy rất lợi hại, nhưng dưới nước sao có thể là đối thủ của rùa yêu? Hạng Chu nói: chưa chắc, cứ xem đi. Chương 137, bàn chính sự. Tuy miệng nói như vậy, trong lòng của Hạng Chu lại nghĩ đây chính là Hồng Nhãn Cương Thi, đấu đến một con rùa yêu tép diêu cũng không đối phó được thì mới đúng là kỳ quái. Trên mặt sông Trường Giang thoạt trông sóng gió mãnh liệt, nhưng dưới nước lại yên ả hơn nhiều. Cá tôm đang bơi tung tăng, bỗng nhiên một con quái vật khổng lồ từ bên cạnh vụt qua. Chúng vội vàng tránh sang một bên, sợ không cẩn thận lại đụng chạm phải gia hỏa này. Rùa yêu không ngừng lặn sâu xuống nước. Nó quay đầu nhìn thoáng qua, người áo đen kia vẫn bám ở đằng sau. Gia hỏa này đúng là ngu ngốc, tưởng xuống nước có thể đối phó được ta. Rùa yêu nói đến đây, cái mồm ngoác ra to như chậu máu. Một luồng áp lực cực mạnh phóng về phía của người thần bí kia. Bùm một tiếng, chiếc mặt nạ trên mặt của hắn đã bị áp suất nghiền nát vụn. Thấy người này hai mắt đỏ ngầu, rùa yêu ngay lập tức ngây ngốc. Ngươi là Hồng Nhãn Cương Thi? Cuối cùng rùa yêu cũng đã hiểu ra vì sao gia hỏa này có thể một trường đập vỡ mai rùa của mình. Toàn bộ Trung Quốc, số lượng Hồng Nhãn Cương Thi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rốt cuộc ngươi là ai? Rùa yêu hoảng sợ thốt lên. Lúc này nếu Lâm Hiểu Phong ở dưới nước chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Chẳng phải ai khác, đây chính là người mỗi ngày huấn luyện Lâm Hiểu Phong vào sáng sớm, Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân vẻ mặt không chút biểu tình nhìn ác quy trong nước, mở miệng nói: Tà Khứ Chân. Đồng tử rùa yêu co rút lại, kinh hãi không thôi. Không, không thể nào. Sao người có thể làm người? Người... Còn chưa dứt lời, bùm một tiếng, rùa yêu nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, tan vào trong nước. Tà Khứ Chân xoay người rời đi, mùi máu tươi sộc lên. Cá tôm xung quanh lập tức lao vào tranh cướp. Lâm Hiểu Phong nhìn mặt sông Trường Giang quần quận sóng xô, nói: sẽ không có việc gì chứ? Yên tâm đi. Hạng Chu đứng bên cạnh nói. Bỗng nhiên một bóng đen từ dưới sông lao vọt lên. Lâm Hiểu Phong chưa kịp nhìn rõ mặt, người kia đã biến mất không chút tăm hơi. Lúc này mặt sông sôi lên sùng sục,
cuộn trào một vùng nước nhuốm máu đỏ hồng. Xem ra rùa yêu kia đã chết rồi. Hạng Chu nhìn mặt sông nhuộm đầy máu tươi. Rốt cuộc anh ta là ai mà giúp mình nhiều lần như vậy? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc thở dài một tiếng. Hạng Chu cười nói, có người như vậy giúp cậu không tốt sao? Đương nhiên là chuyện tốt rồi, nhưng ân tình này ngày ngày càng nhiều, lòng tôi cảm thấy không thoải mái. Lâm Hiểu Phong cười khổ. Hắn vốn là một người không muốn mắc nợ nhân tình, thế nhưng người thần bí này liên tiếp cứu hắn, giúp hắn vượt qua nguy hiểm, sau này nên trả mối ân tình này thế nào đây? Hạng Chu không biết Lâm Hiểu Phong đang nghĩ gì, cười nói, có phải quá khoe khoang rồi không đấy? Có cao thủ lợi hại như vậy giúp cậu còn không vui ư? Thôi mau mau đi thôi, lát cảnh sát tới lại dẫn về cục cảnh sát thẩm vấn, phiền phức lắm. Nói xong hai người liền vội vàng rời đi. Giải quyết xong rùa yêu, Lâm Hiểu Phong như chút được gánh nặng trong lòng. Tuy trong quá trình rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Về đến trước cổng trường Đại học Dân tộc Tây Nam, Hạng Chu cười nói, Lâm Hiểu Phong, lần này cậu lại thiếu tôi bữa cơm đó nha. Hả? Lâm Hiểu Phong giật mình. Giúp cậu đánh yêu quái, cậu không thể keo kiệt đến một bữa cơm cũng không mời chứ. Lâm Hiểu Phong nghe xong trợn mắt liếc cô ta một cái. Nè đại tỷ, lần này chúng ta cùng bất ngờ gặp phải yêu quái, sao lại thành giúp tôi? Ai, một bữa cơm cũng không mời, đồ keo kiệt. Hạng Chu làm bộ giận dữ, tung chân đá Lâm Hiểu Phong một cái, sau đó xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, tiếp theo hướng Hạng Chu nói với theo. Này, đừng giận mà, mai tôi mời cô ăn cơm nhé. Cứ vậy đi. Hạng Chu quay đầu lại, trên mặt nở một nụ cười chiến thắng. Trở lại ký túc xá, tâm trạng của Lâm Hiểu Phong thực không tồi. Hòa Mập, Từ Hướng Dương, Lưu Thường đang ở trong phòng chơi bài. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong trở về, Hòa Mập liền vẫy vẫy tay, cười nói, Hiểu Phong, mau qua đây đánh bài nào, sao về muộn thế? Nói xong, Hòa Mập mới phát hiện túi da trên tay của Lâm Hiểu Phong, lập tức hiểu ra. Các cậu cứ chơi đi, tôi đi tắm rửa đã. Lâm Hiểu Phong cất túi da vào trong tủ, sau đó lao vào nhà tắm, lúc này mới thoải mái nằm trên giường. Chơi bài cái nỗi gì, toàn thân của hắn ê ẩm muốn chết, làm gì còn tinh lực mà chơi bài. Nhìn mấy người Hoàng Mập đánh bài cười nói rôm rả, Lâm Hiểu Phong cảm thấy vô cùng hâm mộ. Chưa biết sẽ cảm thấy bát quỷ hàng yêu rất oai phong, thậm chí không ít người muốn học. Hoàng Mập là một ví dụ, nhưng một khi học xong chân chính bước vào giới âm dương, hối hận cũng không kịp. Hoàng Mập đương nhiên cũng được coi là bước nửa chân vào giới âm dương, nhưng cậu ta chẳng biết đâu mà lần đối với đạo thuật lúc nóng lúc lạnh. Nằm trên giường, Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hôm sau vừa lúc là thứ bảy, không phải lên lớp, vì thế Lâm Hiểu Phong ngủ một mạch tới chiều. Lúc này mới rời giường, hắn rửa mặt qua loa, nhìn khắp lượt trong phòng chẳng còn ai. Hắn lấy điện thoại gọi cho Hoàng Mập. Nè cô Mập, ở đâu đấy? Có việc gì? Hoa Mập ở đầu dây điện thoại bên kia nói, tôi với bọn Lưu Thương qua Đại học Dân tộc Tây Nam rồi. Ờ, lại đến thư viện à? Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Cậu với Hạng Chu giờ đã thân thiết, đương nhiên không sốt ruột, Mập cả tôi vẫn còn FA đây. Hoa Mập cười nói. Lâm Hiểu Phong cũng muốn mời Hạng Chu ăn bữa tối, vì thế nói, tôi cũng tới thư viện một chuyến, vừa lúc có chuyện muốn nói với cậu. Nói xong hắn thay quần áo, sau đó ra cửa đón xe hướng Đại học Dân tộc Tây Nam. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong gọi cho Hạng Chu bảo cô qua thư viện một chuyến, buổi chiều sẽ cùng nhau dạo phố, tối lại đi ăn cơm. Vừa vào thư viện, đảo mắt một vòng đã nhìn thấy Hoàng Mập cùng một cô gái ngồi cạnh nhau đọc sách. Hoàng Mập đang thao thao bất tuyệt, Lâm Hiểu Phong liền đi qua đó, nghe cậu ta nói, lúc ấy quả thực cực kỳ hung hiểm, anh với người bạn cùng ác thi đấu 300 hiệp, suýt chút nữa ác thi đã xé tàn xác người bạn anh kia rồi.
anh lập tức thi triển âm dương diệt thiên quyết, một chiều diệt ác thi luôn. Nghe Hồ Mập nói vậy, Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, tiến về phía trước nói: Cô Mập lại ở đây làm chuyện tốt gì thế? Cô gái quay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi: Mập ca, đây là ai? Người đẹp, chúng tôi còn có việc, cô về trước đi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cô gái liền nói: Mập ca, lần sau lại hẹn, anh kể chuyện cũng hay lắm. Nói xong liền xoay người rời đi. Hoa Mập nhìn theo bóng dáng người đẹp, nuốt nước miếng tiếc nuối. Lâm Hiểu Phong gõ vào đầu cậu ta một cái: Đừng nhìn nữa, nói chính sự đi. Chương 138 Tuyệt không đổi ý. Ê, trên thế giới này còn có gì quan trọng hơn việc trung thân đại sự của tôi cơ chứ? Hoa Mộc cười ha hà nói: Cô gái này đã bị thân phận khủng của tôi hấp dẫn, sẽ mau yêu tôi thôi. Cậu chém gì với cô ta vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ê, nói tôi là chóc quỷ thiên sư, mỗi ngày đều dẫn cậu đi hàng yêu phục mà. Hòa Mập nói đến đây, Lâm Hiểu Phong trở nên vô ngữ. Huynh đệ này vì tán gái, đến chính mình cũng bán. Bất quá, với tính cách của Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong đã sớm quen, cho nên cũng không để bụng. Nói chính sự đi, cậu có biết giáo chủ Minh Đường đã chết rồi hay không? Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Mập nói. Hoàng Mập gật đầu. Đương nhiên biết, chẳng phải chuyện tốt sao? Xem ra từ nay về sau sẽ không có người của Minh Đường tìm tới gây sự nữa. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đích thực là như vậy. Mặc dù Minh Đường nhiều người, nhưng có tư cách biết chuyện về quỷ thuật cũng không có mấy ai. Nói không chừng cũng chỉ có giáo chủ của Minh Đường, Tiếu Lệ Lệ, Quỷ Diện Cơ cùng Tân Trạch Anh biết. Tôi không muốn nói chuyện này, Lâm Hiểu Phong nói. Mà là huyền minh âm sát trên người của cậu. Hoàng Minh vừa nghe nhắc tới điều này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Đáng yên đáng lành, cậu nói chuyện này làm gì? Huyền minh âm sát trong cơ thể chỉ có tam độc xàm trùng mới có thể bài trừ. Nhưng hôm nay Minh Đường xem chừng sẽ sụp đổ, đến lúc đó những bảo bối trong Minh Đường cũng sẽ bị kẻ khác đoạt mất. Nét mặt của Hoàng Mập lộ vẻ nghiêm túc, không hề hi hi ha ha giống như vừa rồi. Cậu nói đi, tôi nghe đây. Hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là từ bỏ tam độc xàm trùng của Minh Đường, nghĩ cách tìm một con ở chỗ khác, Lâm Hiểu Phong nói. Hoa Mộc cau mày lên. Thứ này dễ kiếm sao? Không biết, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Sư phụ tôi nói không chừng rất khó tìm, Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Lựa chọn thứ hai chính là thừa dịp bây giờ nội bộ Minh Đường đang hỗn loạn, tôi sẽ nghĩ cách lấy trộm tam độc xàm trùng ra cho cậu. Tôi thấy cậu không nên làm vậy. Hạng Chu không biết đã đi vào tới bên cạnh hai người từ lúc nào, cũng nghe được bọn họ nói chuyện. Cậu ngồi xuống đối diện Lâm Hiểu Phong, khẽ mỉm cười nói. Minh Đường tuy sắp sụp đổ rồi, nhưng thực lực vốn có, không thể khinh suất. Cậu tới đó khẳng định có đi không về. Hòa Mập cũng gật đầu. Đúng vậy, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Tổ chức ma giáo lớn như vậy, cậu không dễ dàng đột nhập đâu. Lâm Hiểu Phong nghe thế, trợn mắt nhìn Hoàng Mập. Tiểu tử cậu nói hay nhỉ. Nếu tôi không đi, huyền minh âm sát trên người cậu không thể giải trừ, chỉ còn lại 7-8 tháng nữa thôi. Tôi còn không vội, cậu gấp làm gì? Hoàng Mập liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Sẽ đến trước núi ắt có đường, dù sao chuyện đột nhập Minh Đường cậu đừng nói nữa. Lâm Hiểu Phong thở dài, khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng rõ đột nhập Minh Đường nguy hiểm trùng trùng, nhưng chẳng có biện pháp nào hơn. Lúc này Từ Hướng Dương đột nhiên chạy tới. Không hay không hay, xảy ra chuyện rồi. Từ Hướng Dương thở hổn hển, thấy Lâm Hiểu Phong cũng ở đây, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, nói: Mau, chúng ta mau lên lầu hỗ trợ. Sao, chuyện gì thế? Lâm Hiểu Phong hỏi. Từ Hướng Dương hít vào một hơi, nói ra:
Lưu Thương sắp đánh nhau với người ta trên lầu. Cái gì? Đi thôi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, mấy người cùng nhau chạy vội lên lầu 2. Trên đường đi, Tướng Dương ngắn gọn thuật lại câu chuyện đã xảy ra. Thì ra Lưu Thương quen một bạn nữ rồi cùng nhau hẹn hò. Không ngờ một người khác cũng theo đuổi cô gái này, nhìn thấy liền tới gây sự với Lưu Thương. Lúc này thư viện lầu 2 thực sự hỗn loạn, mọi người quay vòng trong vòng ngoài xem náo nhiệt. Mấy người Lâm Hiểu Phong dễ đám đông, vừa vào tới nơi đã thấy ba người mặc đồ chơi bóng rổ đang vây quanh Lưu Thương. Làm gì đấy? Lâm Hiểu Phong vội quát. Ba người này thoạt nhìn thể năng đều không tồi, toàn thân đầy cơ bắp. Người đứng phía trước nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, mắng. Không phải chuyện của ngươi, mau biến đi. Sao ạ? Cho rằng chúng ta ít người thì không làm gì được à? Tướng Dương cùng với Hoàng Mập đi tới, vây quanh ba người kia. Hàng Chu đứng trong đám đông xem náo nhiệt. Ta là Hoàng Thế Kiệt, việc này không liên quan gì tới các ngươi. Người dẫn đầu cau mày quát lớn. Đây là huynh đệ của bọn ta, đương nhiên có liên quan, ngươi muốn sao hả? Hoàng Mập chắn trước người của Lưu Thương, trừng mắt mắng Hoàng Thế Kiệt. Hoàng Thế Kiệt hừ một tiếng. Cậy nhiều người phải không? Đừng tưởng các người là sinh viên học viện thể dục thì ghê gớm lắm nha. Có tin ta gọi một cú điện thoại kêu cả đội bóng rổ của trường quận ta tới hay không? Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong đi tới bên cạnh Lưu Thương. Cậu ta nói. Tôi hẹn với cô gái này, kết quả bị tên này xông ra gào thét chửi bới, vì thế mới đánh hắn một cái bạt tai cho tỉnh táo. Hắn liền kêu người thêm hai tên nữa đến để úp sọt tôi. Hắn thực sự không phải bạn trai của cô ta chứ? Sở dĩ Lâm Hiểu Phong hỏi như vậy cũng là vì muốn làm rõ sự tình trước đã. Nếu đúng là Lưu Thương đã hẹn hò với bạn gái người khác, việc này sẽ rất phiền toái. Rốt cuộc Lưu Thương cũng đối lý, tên kia tấu cậu ta, mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không tiện nhúng tay vào. Lưu Thương trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu cho rằng ba đứa chúng tôi ngày nào cũng tới thư viện chơi không à? Cô gái kia đã sớm hỏi thăm, còn độc thân, tên này tuyệt đối không phải bạn trai của cô ấy. Vừa nghe lời này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng đồng tình, đẩy ra Hoàng Mập cùng Tướng Dương, đi đến trước mặt của Hoàng Thế Kiệt hỏi. Nếu đó không phải bạn trai của cô gái kia, huynh đệ ta cùng cô ấy tâm sự, quan hệ gì đến ngươi? Khắp trường này ai mà không biết Hoàng Thế Kiệt ta thích cô ấy. Nói đến đây, Hoàng Thế Kiệt có chút khinh thường nhìn bốn người Lâm Hiểu Phong. Các người đúng là đồ hèn hạ. Trường mình không có gái sinh, suốt ngày cứ chạy đến trường bọn ta lấy danh nghĩa đọc sách để tán gái. Ta cho các người một trận, coi như giúp trường học trừ hại. Lâm Hiểu Phong cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu trợn trắng mắt nhìn mấy người Hoàng Mập. Như vậy đi, các người nhất quyết phải đánh, cũng không cần phải kêu thêm người khác. Ba người đánh mình ta, được chưa? Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Nếu thắng ta, việc này coi như bỏ qua. Hoàng Thế Kiệt nói. Bỏ qua? Tên vương bát đản kia đánh ta một bạt tai, ngươi cho rằng cứ thế mà bỏ qua sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Vậy đi, ta thắng, việc này bỏ qua. Nếu bị các ngươi đánh cho sấp mặt xuống đất, bốn đứa chúng ta sẽ đều dập đầu nhận sai. Được rồi chứ? Thực ra Hoàng Thế Kiệt vốn cũng không dám động thủ. Rốt cuộc hắn biết được Lưu Thương, Lâm Hiểu Phong là người của học viện thể dục, đều đánh nhau thật đúng là quá sức. Nhưng lúc này vừa nghe một mình Lâm Hiểu Phong muốn đánh với ba người bọn họ, Hoàng Thế Kiệt cao hứng nói. Được, quân tử nhất ngôn kiều đình, tứ mã nan truy, không được đổi ý. Yên tâm, tuyệt không đổi ý. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.